Xin chào mọi người nha. Xin chào 500 anh em nha. Zoom cận cảnh Winner XV3 hàng sắm tải điện máy xe máy Huy Bộ ạ. Đây nha mọi người ơi, 500 anh em ơi, hàng có sắm tải điện máy xe máy Huy Bộ ạ. Giá siêu sốc anh em nha, chỉ từ 39 triệu một xe nha. Giá duy nhất tại điện máy xe máy Huy Bộ mọi người nha. Rẻ nhất thị trường luôn, 39 triệu một xe. Winner V3. Winner V3 tại điện máy xe máy Huy Bộ ạ. Giá chỉ từ 39 triệu một xe. Anh em đam mê chỉ cần trả trước cho cửa hàng từ 5 triệu hoặc là trả trước 0 đồng là có thể mua được xe này nha. Một diện mạo hoàn toàn mới ạ. Sau một thời gian khan hàng thì nay đã có sẵn tại Huy Bộ luôn. Xin chào tất cả mọi người đang xem ạ. Đặc biệt giới thiệu cho mọi người nhé, Winner V3, hàng sẵn tại điện máy xe máy Huy Bộ luôn mọi người nhé. Đây ạ, đây là màu đỏ mọi người nhé. Giá chỉ từ 39 triệu thôi ạ. V3 này thì là bản có trang bị khóa thông minh Smart Key mọi người nhé. Đây, đây là khóa thông minh Smart Key ạ. Xe này không phải là khóa chìa nữa mọi người nhé. Toàn bộ đều là trang bị thông minh Smart Key hết ạ. Đây ạ, hàng sẵn tại điện máy xe máy Huy Bộ luôn ạ. Giá siêu xinh, chỉ từ 39 triệu. Độc quyền tại điện máy xe máy Huy Bộ mọi người nhé. Siêu rẻ luôn, chưa ở đâu rẻ như này luôn. Đây, mình sẽ quay. Có anh. Đây mọi người nhé. Đây là màu đỏ này. Màu này gọi là màu đường đua mọi người nhé. Bản này có trang bị phanh ABS chống bó cứng, trang bị khóa thông minh Smart Key, hộp động cơ 6 số. Đây ạ, bên cạnh đấy là màu đen. Màu đen này trang bị cũng khóa thông minh Smart Key ạ. Bản này là bản CBS, giá chỉ từ 39 triệu mọi người nha. Đây là màu trắng ạ. Có hỗ trợ trả góp nhé, trả trước 0 đồng các bạn nha. Mang theo căn cước hoặc chứng minh nhân dân, cửa hàng mình hỗ trợ 15 phút là được rồi ạ. Bên cạnh đấy là đây, bản này bản đen nhám này. Gần trắng nên là đen nhám. Bản này có trang bị phanh ABS chống bó cứng, khóa thông minh Smart Key chống trộm, trang bị đèn LED, phanh ABS, hộp động cơ 6 số. Màu này màu mới. Màu này màu bạc mọi người nhé. Màu này là màu bạc. Màu này màu bạc. Màu bạc mọi người nhé. Trang bị phanh ABS ạ. Trang bị phanh ABS mọi người nhé. Màu bạc đấy ạ. Đây là màu đen bóng. Đây, hàng có sẵn tại điện máy xe máy Huy Bộ đây mọi người nhé. Phiên màu mới đấy. Xe thì cực kỳ đẹp luôn. So với phiên bản cũ ạ, phiên bản cũ thì cái phần xi nhan các bạn ấy chê là cái phần xi nhan nó cứ bị dài ra. Thì Honda năm nay sản xuất mẫu mới là cái xi nhan đã gọn hơn rồi, dính liền hơn rồi, mọi người không cần phải độ nữa, dính liền vào xe rồi thì các bạn không cần phải đi độ xe nữa, mua về chỉ việc sử dụng thôi ạ. Đây, màu này màu bạc này khá là mới, màu này năm nay mới ra mắt trên thị trường luôn. Các anh em mua trả góp nhé, trả trước có cửa hàng là 0 đồng là mua được xe nhé. Hoặc là trả trước được 5 triệu hoặc là 0 đồng, mang theo căn cước giúp cửa hàng mình nhé. Cửa hàng mình ở đúng ngã ba thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn mọi người nhé. Quốc lộ 1A, ở đúng đường quốc lộ 1A. Mọi người có thể vào Google Maps sẽ tra thấy là cửa hàng điện máy xe máy Huy Bộ ạ. Cửa hàng mình có hỗ trợ trả góp, trả trước 0 đồng. Mỗi tháng góp từ 1 triệu đến 2 triệu mọi người nhé.
Hợp đồng mình có thể làm từ 6 tháng cho đến 24 tháng. Tùy theo các bạn thôi ạ. Xe có sẵn tại điện máy, xe máy Huy Bộ. Hàng vừa mới về cập bến luôn. Siêu xinh luôn. Giá chỉ từ 39 triệu mọi người nhá. Giá siêu khuyến mại luôn đấy ạ. Giá gốc là 45 triệu, bây giờ chỉ còn 39 triệu thôi. Đây, giá siêu xinh đây. Xe siêu đẹp luôn. Giá 39 triệu thập phương nhá. Có gì inbox trực tiếp vào fanpage nhá. Mình sẽ tư vấn bạn thêm nếu mua góp hoặc là mua thẳng ạ. Giá chỉ từ 39 triệu nhá. Đầu 3 rồi mọi người nhá. Không phải đầu 4 nữa nhá. Hàng có sẵn tại điện máy xe máy Huy Bộ, ngã 3 thị trấn Đồng Máu, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, hoặc là ngã 4 thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn mọi người nhá. Cả hai cửa hàng đều sẵn mọi người nhá. Hệ thống cửa hàng xe máy, công ty xe máy Huy Bộ đều có sẵn hết luôn ạ. Bản này là bản đen mờ này. Bản này là trong đen vàng đồng. Trong Tết rất là nhiều bạn tìm bản này luôn. Bây giờ thì mới có sẵn hàng cho các bạn đây. Đây, trang bị khóa thông minh Smart Key chống trộm siêu hiện đại luôn nhá. Anh em đi công ty là không sợ mất xe nữa rồi. Đây là màu đen ạ. Màu đỏ ạ. Hàng có sẵn tại xe máy Huy Bộ luôn. Đây nha mọi người nha. Hôm nay chỉ độc quay Winner X cho mọi người xem thôi. Bởi vì mặt hàng này khá là hit hot trong thời gian vừa qua. Các bạn nam thì thường thường là thích màu đen này. Mà Huy Bộ về thì rất là nhiều. Ngoài màu đen ra thì có màu màu bạc bạc kia cũng rất là sang chảnh luôn. Màu mới luôn. Đường đua này có hết mọi người nhá. Bạn nào muốn mua trả thẳng hoặc trả góp, inbox trực tiếp vào Facebook Huy Bộ nhé. Công ty mình sẽ tư vấn thêm ạ. Đây ạ, xe rất là xinh luôn mà giá lại siêu rẻ luôn, chỉ từ 39 triệu nhá. Giá sập sàn mới trên thị trường. Hỗ trợ mùa Covid chỉ có tại điện máy xe máy Huy Bộ thôi mọi người nhá. Đây. Đây mọi người ơi. Xe rất là đẹp luôn. Đây, cực kỳ đẹp luôn. Hàng mới về, có sẵn tại điện máy xe máy Huy Bộ luôn. Theo đó mình sẽ chụp từng xe một và úp từng bức ảnh một lên cho mọi người ngắm từng màu một nhé. Xe trực tiếp này thì mọi người sẽ không xem được kỹ. Thì mình sẽ chụp toàn bộ xe cho mọi người ngắm từng xe một. Chốc nữa tối mọi người rảnh nhớ quay lại fanpage cửa hàng điện máy xe máy Huy Bộ để ngắm xe Winner X nhé. V3 phiên bản mới này nhé. V3 nha mọi người nhá, không phải là V2 nữa nha. Khóa thông minh Smart Key chống trộm rồi mọi người nhá. Đây ạ.